Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tokyo Camera. Thì như trên hình ảnh anh em đã thấy đây, hiện tại thì mình đang có một chiếc DJI FPV. Đây là con mà hôm qua mình đã mở hộp cho anh em. Thì mở hộp rồi thì mình cũng chưa có thời gian để bay test. Thì hôm nay mình sẽ chơi một bài đánh liều. Đây chính là mình sẽ mổ bụng con này ra để xem là bên trong chiếc FPV này có những gì, và xem con này có dễ dàng sửa chữa tháo lắp hay không. Thì tuy nhiên thì mình là một cái thằng rất là kiểu ham học hỏi nhưng mà nghịch hay ngu. Nên để tránh cái tình trạng là mất tiền ngu thì hôm nay mình có mời đến anh Kiên kỹ thuật rất thích cầm tua vít ở bên trung tâm bảo hành của Tokyo. Thì hôm nay anh ấy sẽ là người thực hiện để mở chiếc DJI FPV này cho anh em xem. Thì thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ vào video luôn cho anh em nhé. Thì đầu tiên thì đây mình sẽ check anh kia đây, check cho các bạn là xem máy còn hoạt động không. Con này là hoàn toàn nguyên zin các bạn nhé. Con hoạt động bình thường. Đó. Chưa được mở một lần nào. Đó, cái thiết bị này thì vẫn hoạt động bình thường nha anh em nhé. Và bây giờ thì thôi, mình tiến hành với anh, chứ các bạn đợi hơi lâu rồi. Cho các bạn xem cái này. Đây nha các bạn nhé, đây chính là cái phần ốp bảo vệ trước của camera này. Đó. Và đây sẽ là tháo cái phần nắp nhựa che phía bên trên. Đúng rồi. Cái nắp nhựa này thì anh có thể tự tháo được nhá. Ở bên trong cái bộ trong hộp ấy thì nó có một cái lục lăng để có thể tháo được cái vít này. Đúng thì rồi. Anh có thể thế thay anh thế được thay cái vỏ. Tại vì khi đi kèm nó có tặng kèm cho anh em một cái vỏ thay thế. Như thế là chúng ta vừa tháo ra được hết cái phần vỏ nhựa ngoài của con này. Chúng sẽ thấy được cái bộ phần đặt chống rung bên trong của camera, quạt tản nhiệt cũng như là module GPS, anten. Chúng ta tiếp theo mình sẽ cho bạn xem bên dưới phần gimbal nó có những chi tiết nào nhé. Đây, với cụm cam như lúc nãy bọn mình có chia sẻ là tất cả những chi tiết nhỏ trong cam thì mình đều có thể thay thế. Và bên trung tâm bảo hành rất là sẵn những cái linh kiện này, thì từ giá chống rung cho đến các phần khung gimbal cũng như cái mắt len thì mình đều có thể dễ dàng thay thế. Đó, như mình quan sát tổng thể cái sơ bộ ấy, thì thứ nhất là con này khá là nhiều linh kiện được kiểu lắp ghép chồng lên nhau. Đúng rồi. Đấy, không biết là để khi mà tháo tung ra thì sẽ xem là nó sẽ như thế nào. Ngoài ra bố trí ở trong này rất là hợp lý. Anh em có thể tưởng tượng như là kiểu một cái bố trí của một con iPhone ấy. Đấy, thì nó sẽ đa phần nó giống như thế. Cái cụm cam của... Đây, cận cảnh một chút về cái cụm cam của con FPV. Theo anh Kiên tháo ra và một cái lượt tháo ra vừa rồi thì thấy cái cam nó có dễ tháo không? Dễ thay không? Tất cả linh kiện này mình đều có thể dễ tháo nếu anh em có nhu cầu. Không, mình không qua giai đoạn build thì mình có thể trải nghiệm cái giai đoạn tự tay sửa cũng được. Thì tất cả cái linh kiện này các bạn có thể qua trung tâm bảo hành để mua linh kiện nếu muốn tự sửa. Còn với các chi tiết thì con FPV này khá là dễ tháo, để cho anh em, kể cả anh em chưa khéo tay cho lắm thì có thể là mới anh em mới chơi đúng không? Đúng rồi. Đấy. Sau khi mình tháo xong phần cam thì mình chuyển sang phần tháo phần các main board. Ok, và sau khi tháo cam thì bắt đầu mình Kiên sẽ nhấc cái main board ra. Bây giờ sẽ bắt đầu tháo từng cái ốc một này tới main board. Còn đây là cái phần mạch cân bằng của nó. Đây là IMU sensor. Đây là cái mạch cân bằng. Đây là quạt tản nhiệt. Phần này là main GPS chắc là các bạn biết rồi. Trên con này thì được trang bị rất là nhiều anten, gồm có 2 anten sườn và 4 anten ở 4 càng, gồm có 2 anten phía trước, 2 anten phía sau và 2 anten sườn nữa, rất nhiều anten. Cho nên là cái khả năng nhận sóng của con này rất là xa, rất ổn định, để thoải mái cho anh em có thể bay mạo hiểm ở khoảng cách xa. Tiếp tới là mình xin phép tháo cái mạch cân bằng ra nhé.
sẽ đã tháo được xong cái tấm nhựa này, anh em nhìn thấy không? Đây là chính là cái tấm nhựa mà để bảo vệ cái phần khung thép giảm nhiệt. Và sau khi tháo được một vài phần thì bây giờ mình sẽ nhấc được cái tấm thép tản nhiệt ra. Đây là một miếng kim loại nữa các bạn nhé. Nó sẽ hút khí, nó sẽ cái quạt gió nó sẽ đẩy khí nóng ra cái tấm này và nó sẽ đẩy ra ngoài. Đây, anh em có thể nhìn kỹ, đây là cái ECO Inon của FPV. Nó sẽ chạy một cái ECU chung, một cái bo ECU chung rất là lớn cho 4 động cơ cùng một trên cùng một Bosch. Đây là keo tản nhiệt nhé. Cái keo này thì nó là cái kiểu dạng keo dính dính, keo mềm đúng không? Đúng rồi, đây gọi là keo dạng keo tản nhiệt, keo mềm. Nó không phải là cái keo tản nhiệt giống như keo tản nhiệt trên PC đâu nha anh. Đúng rồi. Nó là một cái miếng keo rất là mềm. Rất nhiều ống teo. Công nghệ sóng mới khiến nó rất nhiều ống teo để tất cả mọi mặt của con FPV đều có thể tiếp được sóng để không bị khuất sóng khi mình bay ở các góc. Phần tiếp theo mình sẽ tháo cho các bạn xem cái module GPS của nó. Đây là size của một cái GPS, bo GPS. Đây là socket của quạt tản nhiệt. Quạt tản nhiệt của con FPV cũng khá là lớn, cho cái hiệu suất tản nhiệt cho SC khá là cao. Đây các bạn thì để ý nhé, rất là nhiều băng teng. Đây là 4 cái chân năng teng cho 4 càng để đảm bảo cái hướng sóng tốt nhất ở 4 hướng. Và bổ sung thêm 2 băng teng ở 2 bên sườn nữa để chúng ta có cái hướng sóng khi bay ở bên sườn. Tính ra là khoảng tầm 6 cái. Đúng rồi, 6 cái băng teng. 6 cái băng teng cho toàn bộ thân của DJI FPV. Và nên là cái việc đảm bảo cho anh em bay luôn luôn nhận được sóng điều khiển và không có điều khiển. Đúng rồi. Rất là dễ rồi. Tại vì FPV thường chúng ta có hay những cái pha nhào lộn ấy, thì những cái điểm khuất sóng với tay điều khiển nó rất là nhiều, cho nên hãng đã bố trí rất là nhiều hướng. Và thêm nữa là bởi vì cái kính của chúng ta là dùng digital, và nên là cái việc mà truyền sóng, truyền hình ảnh về cho kính nó cũng đạt cái chất lượng cao. Nên là cái việc trang bị nhiều các sóng, nhiều anten sóng như thế này cũng là một điều khá là dễ hiểu. Càng nhiều anten sóng thì cái việc anh em trải nghiệm hình ảnh trên kính sẽ càng thật thôi. Và những anh em nào mà yêu thích bộ môn xanh nhiệt tình này thì có thể đeo kính và trải nghiệm. Đây, cái phần này là phần tản nhiệt CPU. Đây nó có cả một cái miếng đồng, nó được nối từ cái phần mặt tiếp xúc của cái quạt tản nhiệt này vào đến trong cái bảng bo mạch chính ở phía dưới này. Đây là cả một miếng đồng rất là to. Và bây giờ mình sẽ gỡ cái miếng nhựa này ra để xem là cái phần CPU chính của cái này như thế nào. Nó sẽ hơi khó tháo một chút nhé. Đúng rồi, con này con lần đầu nên là cái keo của hãng nó rất là dày, cộng với keo tản nhiệt cũng khá là lớn. Sẽ bật một bạch vân. À, anh ơi, giá hiện tại của con DJI FPV này thì bên em đang để là 29.990.000 nhé. Thì anh có thể inbox với Pet để anh em có thể hỗ trợ được tốt hơn anh nhé. Trong app tập khi chuyển từ chế độ S sang chế độ M mất một thời gian khởi động lại, còn thực tế thì có vậy không? Cái này mình sẽ làm một video chi tiết cho anh em xem. Tại vì thứ nhất là cái chế độ M này chúng ta sẽ phải có những cái bước cài đặt nhất định thì mới có thể kích hoạt được cái chế độ M này, chứ không phải là kiểu chuyển phát là được luôn. Đúng rồi. Như hôm qua bọn mình test thì bọn mình cũng tưởng trong app là chuyển cái được luôn, nhưng không. Ở thực tế thì nó sẽ phải setting lại một chút thì mới có thể sử dụng được cái chế độ FPV này. Và cũng như là nó sẽ tùy chỉnh độ nhạy, như hôm qua mình bay test thì con này nhạy lắm, khả năng lật liếc các thứ là khá là nhạy. Đang bay muốn tự động landing có được không shop? Được. Bay muốn tự động landing à? Được, sẽ có những cái phím tạm dừng ở trên, được. Đúng rồi. Sẽ có từ phím tạm dừng. Tạm dừng và phím home, return home ở trên điều khiển ấy. Thì nó hoạt động như một con flycam bình thường thôi. Anh em có thể bấm vào return home.
như một flycam. Thì con này DJI sản xuất ra để giúp cho anh em có thể vừa là tập bay, vừa có chế độ cho anh em bay bay chuyên được, và vừa có chế độ an toàn cho người tập chơi, cho nên là anh em rất là yên tâm để mà thử. Anh Vân ơi, con này nó có cảm biến nhá. Có cảm biến. Ở dưới này thì mình sẽ vẫn còn dính một cái vâng, một cái chân connect của cái hệ thống cảm biến gầm cũng như là đèn led gầm. Với con FPV này nó còn hỗ trợ cả cảm biến gầm để mình hover trong nhà, tức là anh em muốn bay nghịch ở trong nhà vận tốc thấp cũng được nhá. Là cụm cảm biến của nó sẽ có hai con cảm biến siêu hai con sensor hình ảnh đơn sắc cũng như là hai con hồng ngoại để đo độ cao và một con đèn led hỗ trợ. Phía trước cũng có một con. Con này nó có cả cruise control cơ anh em ạ. Anh có thể giới hạn tốc độ bay. Đây em nhá, đây là toàn bộ cái bo của nó, sẽ gồm một cái bo xử lý, đây là bo hình ảnh, sẽ là chịu trách nhiệm là ghi file nén cũng như là xử lý cảm biến. Ghi file từ hình ảnh từ cụm gimbal truyền về. Còn cái bo này sẽ là bo thu phát. Bo phần trên sẽ là bo thu phát và sẽ được tản nhiệt. Cả hai bo này đều được tản nhiệt nối với nhau bằng một quản tản nhiệt lớn và thổi, nó sẽ hút gió từ phía trước thổi ra phía sau. Đây, cả hai bo đều có tản nhiệt. Đây là bo thu phát các bạn nhé. Đấy, sẽ có chính sẽ là ba cái bot, một bot GPS, một cái bo nén hình ảnh cảm biến và một cái bo thu phát tín hiệu về tay điều khiển và kính. Đây, còn đây là khung sườn. Bo SC thì mình chắc lúc nãy mình giới thiệu rồi. Bo SC này sẽ chịu đảm nhiệm cho 4 motor cùng một lúc luôn. Rồi, mình sẽ tiếp tục tháo tiếp các phần tay am và động cơ ra. Tại vì khả năng cái phần này sẽ là cái phần phải động chạm nhiều nhất. Một khi anh em tai nạn thì chắc cái bộ phận rơi đau nhất là cái càng. Đúng rồi, các cái càng cũng như là cái vỏ trên. Cái vỏ trên như mình nói phần đầu tháo khá là đơn giản, thì anh em có thể là tháo để tự thay thế được. Trước của máy bay thì là những cái phần mà dễ bị tổn thương. Cái bo cảm biến này cũng dễ thay thôi anh em ạ. Đúng rồi. Nó được là lắp rời hoàn toàn so với thân ấy. Đây, cái phần cảm biến trước nó sẽ bao gồm hai cái ngàm. Hai cái lưỡi ngàm và một hai con ốc để giữ. Đây, nó sẽ rời nhỉ. Nhưng mà nó vẫn có liên kết anh em nhé. Anh em có thể tháo thay rời được ở ngoài, không cần phải tháo body thì mình sẽ có thể tháo. Cái này hướng dẫn rút và trượt về phía trước phải không Kiên? Đúng rồi, cái này mình sẽ đúng rồi. Tháo cảm biến anh em, trượt về phía trước. Đúng rồi, anh em tháo hai con ốc này xong trượt về phía trước. Xong đấy mình mới bỏ socket này ra để có thể tháo rời cái phần cảm biến mà không động chạm đến phần bo trên. Không nhất thiết phải tháo cái phần trên như mình lúc nãy để thay cảm biến, rất là dễ. Đây, sau đấy sẽ lòi ra các ốc để siết am. Thì để thay am mình sẽ bỏ cảm biến này một chút. Để thay am thì anh em phải bắt buộc phải tháo cái hệ thống cảm biến phải không? Đúng rồi, đúng và rồi. Theo cái giá mà mình vừa mới xem ở trên ATC của DJI thì cái con cảm biến phía trước và phía dưới gầm này nó sẽ có giá khoảng 1,5 triệu anh em nhé. Đây thì sẽ là tháo càng. Đúng rồi, sẽ đến với phần quan trọng nhất. Anh em ngóng nãy giờ để sau này có thể thay càng. Kết với thân thôi. Còn chúng ta sẽ có một cái, tất cả các am đều có một ốc chính, một cái ốc chính, cái ốc size rất là to ở trong này, rất là chắc, chứng tỏ là cái gen ở bên trong rất là chắc. Đây, sẽ có một cái ốc size rất là lớn ở trong này. Mỗi am sẽ có một ốc. Đây, 1, 2. Ở trong này có hai con nữa. Đấy.
mình vừa tháo hết được 4 con ốc của ao chính rồi, gọi là 4 con ốc chính đấy. Đây công đoạn anh em mong nhất. Rút càng. Đúng rồi, rút càng. Đây là công đoạn rút càng anh em ạ. Rút càng cua như thế nào chúng ta sẽ rút cái này không giống như thế. Đây anh em nhá, nó sẽ có một cái lõi kết nối như này. Đấy. Bên còn lại thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta lắc nhẹ. Nó là một bao gồm cả một phần nhựa này. Như anh em để ý nhá, đây chúng ta bên trong là có một cái thanh gia cố. Đúng rồi. Rất là chắc chắn. Em thấy không? Bên trong lõi này không phải là nhựa trong đâu nhá. Không phải nhựa rỗng như những cái dòng Mavic 2 chẳng hạn, chúng ta thấy là rỗng. Đây, với chân trước thì nó cũng là ống lồng thế thôi. Mình sẽ rút rút cả. Rút sạch sẽ luôn. Đúng rồi. Lúc rút thì đúng rồi. Không. Trên cái càng trước thì nó sẽ chạy chung một cái ống bảo vệ cho mình rồi, nên thoải mái mình cứ để, mình chỉ cần tháo cả dây này ra thôi. Anh em để ý nhá. Có hai cái dây sườn này. Nó sẽ chạy gom lên để lên cái bo SC chính. Đấy. Kéo cả dây luôn. Đúng rồi, mình sẽ kéo cả cụm nên anh em cũng rất là nhẹ nhàng cho anh em. Mà sâu y gì rồi. Đúng rồi, sâu y cho anh em. Dây được bọc sẵn dù rồi. Đúng rồi, bọc rút sẵn dù. Ra. Đúng rồi. Anh em nhớ rút cẩn thận nhé. Đúng rồi. Đút vào mà không ra là mệt đấy các anh em ạ. Đây, mình tạm thời bỏ qua cái khung sườn ở giữa đi. Đây, thì chúng ta sẽ có được là 4 cái am. Đây, anh em để ý nhá. Tất cả những cái càng này đều có lõi. Đúng rồi. Lõi này sẽ ra trước. Nối thẳng từ cái phần motor này ra đây và được bắt con vít vào đây luôn. Đúng rồi. Đây, con vít nó sẽ bắt vào chỗ này. Đây có một con vít chính và hai con vít phụ. Đó. Đấy. Đây là phần chân trước này. Chân trước thì chúng ta sẽ có anten nữa. Vậy nên là bây giờ mình sẽ tháo cái chân trước nhé. Rồi, ok. Đây mình xin phép là tạm thời bỏ qua mấy cái càng này. Mình sẽ lấy một cái càng demo đi. Ở phía càng trước thì nó sẽ có thêm cả cái chân nhỏ. Trong chân nhỏ thì sẽ chứa hai bộ phận là LED cũng như là anten sóng ở trong này. Đây, mua thêm một. Đây, cái bo. Đây, sau khi mình sẽ tháo cái SC, tạm thời mình chỉ tháo mức độ này thôi nhé. Tại vì nó còn cái dây liên kết cơ. Đây, chúng ta sẽ cái dây đồng rất là lớn. Tại vì công suất của motor khá là cao. Cái dây đồng cuốn ở trong cuộn điện rất là lớn. 500 khỏe. Đây chính là cái motor của anh em nhé. Rất là lớn này. Khá là nhiều cuộn đồng. Vì cái motor này lực quay thì nó rất nhiều vòng trong một phút vậy. Thường đối với những cái motor của cái dòng tốc độ cao, motor hay dẹp và cái size motor này nó khoảng 2-3 anh em á. Nhưng mà anh em chơi quen rồi ấy, cho... nhìn thấy motor này size khoảng 2-3. Cho anh em ngắm kỹ càng luôn cái phần motor này luôn. Đây, anh em có thể thấy đây. Sẽ có hai cái chân xúc kết này. Hai dây. Đây là hai cái loa nhá. Khả năng cao là nó sẽ phát ra âm thanh để chúng ta có thể tìm body dễ hơn trường hợp xấu mà rơi hoặc chẳng hạn là mất sóng ấy. Tại vì FPV mà mình đâu có màn hình cũng đâu có bản đồ để mình xem đâu. Cho nên là hãng sẽ bố trí cho mình thêm hai cái loa để tìm trường hợp lạc máy bay. Đấy, giống như anh em tự build quắc cũng biết rồi, mình sẽ thường gắn thêm loa trường hợp mà signal lốt với cái tay điều khiển của mình chẳng hạn thì nó sẽ kêu. Đấy, nó sẽ kêu bíp bíp để mình có thể tìm được cái kit dễ hơn. Và cái này cũng là cái tiếng thông báo ấy, khi bật nguồn cái thứ là nó sẽ có tiếng thông báo đấy. Còn ở đây thì anten thì ban đầu video bọn mình đã giới thiệu rồi, đây anten để tăng cường sóng. Công nghệ mới. Đấy. Như anh em đã thấy đấy, toàn gần như là không còn cái gì ở trên này bọn mình có thể tháo cho anh em xem rồi. Tháo hết rồi đấy. Đúng rồi. Kiên có thể cho anh em xem những cái hệ thống ốc của DJI FPV đấy ạ. Hệ thống ốc anh em có thể nhìn ở góc phải phía dưới màn hình. Đây, ốc cũng rất là nhiều. Toàn bộ hệ thống ốc ở trên tấm thảm xanh. Sau khi anh em tháo ra. FPV. Nếu mà anh em không phân loại tốt trong quá trình tháo lắp DJI FPV thì rất dễ nhầm ốc. Bây giờ là mình chơi thử thách với anh Kiên này. Là bây giờ anh ấy là người tháo này, bây giờ mình sẽ thử xem là đây. Các bạn nhìn này, từng này con ốc cho một cái thiết bị bay nó chỉ nhỏ xinh xinh nhưng mà từng này con ốc rất nhiều, anh em thấy không? Quá nhiều linh kiện thiết bị. Và bây giờ anh Kiên lắp lại có đúng ốc không? Bây giờ mà thừa ốc thì là chết này. Bây giờ thừa ốc thì là thừa ốc là anh em mình đem luộc. Thừa ốc là anh em mình có vấn đề này. Đấy, nhưng bây giờ chúng ta sẽ thử lắp lại nhá. Bây giờ anh em chắc là đoạn này thì thôi. Cho tí nhạc anh ạ, xem nó chịu cho anh em ngắm anh lắp vào thôi, chứ còn bây giờ thì cái công đoạn lắp này mà thì nó cũng chỉ là lắp ngược lại so với lúc tháo thôi. Rồi, đó. cốt cái ở cái video livestream này thì muốn cho anh em biết là tháo là như thế nào. Đúng rồi. Bên trong nó sẽ có những module gì, những công nghệ gì để giúp cho anh em bay ổn định hơn chẳng hạn, hay là
Nếu mà anh em có muốn yêu khoa học để muốn tự tay sửa để trường hợp xấu mà mình có rơi tai nạn ấy, cũng như là giá linh kiện bọn mình bên cửa hàng bên mình có cung cấp, giá linh kiện nó như nào ấy để mà thay ấy, thì đều có. Ok, vậy là sau một khoảng thời gian thì bọn mình cũng đã hoàn thành xong việc là lắp cái chiếc FPV này. Đây, nó hoạt động bình thường nhá. Đấy, nói chung là nó hoạt động rất là bình thường. Và cảm ơn anh Kiên ngày hôm nay đã tháo cái chiếc này ra. Kiên đẹp trai, anh có người yêu chưa? Chắc có rồi. Mạnh dạn nói chưa đi. Ok, vậy thì không, em có một câu hỏi chút là tổng thời lượng anh em mình làm là mất 2 tiếng cả tháo cả và lắp, thì bây giờ như anh thấy là con này có dễ sửa chữa không? Đúng rồi, nếu mà anh em có một chút kiến thức về kỹ thuật, về tháo lắp, về vặn tua vít và hàn, thì khả năng là anh em có thể tự tay mua linh kiện để có thể thay càng hoặc là những vị trí nhỏ. Còn nếu mà thật sự mà anh em không khéo tay, một số anh em không khéo tay thì vẫn có thể thoải mái tháo những cái chi tiết nhựa, ví dụ như vỏ trên chẳng hạn, để thay được cái vỏ trên mà hãng đi kèm, hoặc là những cái chân nhỏ, những cái cover anten ở bên ngoài này, để anh em có thể xử lý trong trường hợp mình rơi nhẹ. Vậy thôi đúng không anh? Ok, cảm ơn anh em đã dành rất nhiều thời gian để xem cái video này của mình. Thì ở trong video sắp tới thì mình sẽ cố gắng tháo cái kính cho anh em xem nhá. Đấy. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng video lại tại đây vì khá dài rồi. Cảm ơn anh em theo dõi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.